Thưa Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục. Trước hết thì tôi xin kể cái chuyện đời xưa. Recording in progress. Một cái câu chuyện đời nay, tức là câu chuyện ngày xưa đó, cái cách mà người mẹ dạy con. Thì người xưa có cái cách dạy của người xưa, người thời nay thì có cách dạy con cháu của ngày nay. Mỗi thời đại đều có một cái cách hướng dẫn khác nhau và đông tây khác nhau. Thì ở đây tôi kể chuyện xưa, tức là mẹ của thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử là cũng một hiền sĩ, cũng là người con hiếu thảo. Thì thời nhỏ gia đình nó cũng nghèo khó, cho nên nhà ở gần một cái nghĩa địa, ngày nay ta gọi là nghĩa trang. Thì là thấy người ta cũng đào đất rồi đem chôn, rồi là khóc lóc lăn lộn. Rồi về nhà đó thì Mạnh Tử cũng bắt chước, cũng đào lỗ rồi cũng khóc lóc. Người mẹ thấy như thế, tức là con mình còn nhỏ quá, nó ảnh hưởng thấy không tốt, cho nên mới dời ra chợ. Dời ra chợ chỉ người con ở nhà gần, cho nên chạy ra chợ chơi, rồi mới thấy người ta mua bán, rồi là trả giá, rồi chửi nhau, rồi là lừa đảo lẫn nhau. Thì Mạnh Tử cũng chạy về nhà, cũng là mua bán, rồi cũng là chửi bới, cũng là lọc lừa. Người mẹ thấy như thế là không ổn, cho nên dời con đến cái trường học. Đến trường học thì là thấy mấy đứa nhỏ cũng lễ phép, cũng cấp sách đến trường, gặp rồi chào nhau, rồi cũng thưa thầy, thì về nhà cũng bắt chước. Thì người mẹ thấy như thế thì đây là cái chỗ cho con ta ở được, cho nên dừng lại không dời đi nữa. Và một hôm mình tự ra ngoài chơi thì thấy người ta giết heo, phía Bắc gọi là lợn, miền Nam gọi là heo. Thế biết như thế thì mới hỏi ông mẹ, người ta giết heo để làm gì vậy? Thì bà mẹ nói đùa, nói là để cho con ăn đó. Nói xong thì người mẹ hối hận, nghĩ rằng con mình còn thơ dại, mà mình nói dối như thế thì quá ra là mình dạy con mình nói dối sao. Chính vì thế mà chạy ra chợ nó mua thịt heo về cho con ăn. Và từ đó là cho con đi học hành. Nhưng mà còn nhỏ đó, thì tính cũng còn ham chơi, cho nên một hôm bỏ học, mình không đi chơi nơi khác mà chạy về nhà. Người mẹ thì đang dịch vải, thì thấy như thế thì liền cầm cái con dao rồi rọc cái bức miếng vải mà nó dịch vừa xong, và dạy con rằng con đang đi học mà bỏ về thì cũng thế mẹ đang giật cưỡi, tức là giật vải, thì giờ rạch bỏ cũng giống như miếng vải này vậy. Rồi dạy con như thế, từ đó về sau thì Mạnh Tử mới chăm chú học hành và mọi sự đều được sự hướng dẫn dạy dỗ của người mẹ, từ sau trở thành một cái người nổi tiếng. Cho đến bây giờ là người ta cũng vẫn có những cái câu chuyện để mà học hỏi với thầy Mạnh Tử. Đó là câu chuyện của đời xưa. Còn qua ở thế gian thì ngày nay các vị suy gẫm, bởi vì rằng mỗi thời đại có một cái phương thức dạy con có sự khác nhau, và mỗi một sự là cưng chiều khác nhau, để cho các vị suy gẫm cái lối dạy của người xưa và ôn cố để tri tâm, tức là nói chuyện xưa để biết việc hôm nay. Thì ở nhà chùa đó thì tổ xưa cũng thế, và ở nơi là thôn quê
Cho nên là chỗ vắng vẻ mà cũng ít người. Thì một hôm đã có một cái ngôi chùa cổ, có một sư già, có 5-3 chú đệ tử. Còn một hôm đó thì nấu nước để uống. Thì củi tương đối ít mà nước thì nhiều. Thì thầy mới kêu mấy chú lại, nó bây giờ có con làm sao. Rồi có chú trình bày, nó bây giờ củi ít mà nước nhiều, thôi thì mình chạy đi mua củi về nấu. Rồi hỏi cái gì thứ hai, bây giờ con phải làm sao. Chú này nó thôi rồi chạy lố số mượn. Người con thứ ba nó thôi mình chạy ra ngoài rừng mình vơ củi mình đem về nấu. Vị sư già cười và nói với các chú tiểu như thế nào, các vị thử đón xem. Câu chuyện rất đơn giản. Thầy cười mới nói rằng thôi bây giờ ta phải đổ nước ít đi thì mình nấu nó vừa đủ, tức là bớt nước thì nấu đủ củi thì nó sôi. Đó là cái câu chuyện dạy đạo thở xưa. Còn chư tổ dạy chúng ta đó là cái nồi nước đang sôi mà bây giờ muốn cho nó ngừng sôi là phải làm sao. Nếu để củi hoài thì nó sẽ sôi hoài, giờ mình làm sao cho nó hết sôi, tức là phải rút củi ra. Cái nước sôi sùng sục đó là cái gì? Đó là trần lao phiền não nó sôi sục của chúng ta đó. Trần lao của mình nó sôi sục, nó tức là tham sân si mạn nghi ác kiến nó đang sôi sục, nó hãy dừng trong cuộc đời chúng ta. Mà bây giờ muốn rút cái củi ra đó, mà cho cái nồi nước nó bớt sôi, nó hết sôi, đó là gì? Mà rút củi thì nó hết lửa thì nước ngưng sôi. Mà bây giờ chúng ta đang sôi sục, rồi bây giờ mình phải làm gì? Hả? À, các vị đang làm gì đây? Cho nó hết sôi. Thì lâu nay tất cả các vị đã học giáo lý đầy bụng rồi. Chưa tăng thì trải qua các trường sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Rồi có nhiều vị ở ngoài đời, các vị đã học hết đại học rồi. Rồi tất cả các Phật tử thì các vị đến các cái đạo tràng, được chư Tôn Đức và giảng dạy rất là nhiều. Rồi bây giờ làm sao cho cái tâm chúng ta nó ngưng sôi, tức là tham sân. Chứ đề khởi câu thoại đầu lên thôi, có gì đâu. Nó có nghi tuần, tức là nó cắt đứt tất cả những cái tư lương phân biệt, những cái tham sân, những cái hờn ghen, những cái tật đố. Chỉ có cái câu thoại đầu thôi. Rồi có cái nghi tình. Nếu mình có thoại đầu và không có nghi tình á, thì nó cũng không cắt đứt được cái trần lao phiền não, nó cũng không cắt đứt được cái mạng căn sinh tử. Cho nên muốn cho tâm chúng ta không còn tham sân thì bằng cách là chúng ta đề khởi câu thoại đầu lên mà tham. Và khi tình nó thành khối rồi đó thì nghi tình nó tan vỡ, tự tánh của mình nó tự hiện. Và tự tánh tự hiện gọi là kiến tánh thành Phật. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta cả một cái đời, một đời người, đời này chúng ta thực hành không xong thì giờ đời sau. Cũng như chư tổ thở trước các ngài làm không xong thì đời sau các ngài tái lai. Đó là tổ Bát Nhã Đa La. Cuối thế kỷ thứ 10 sau Phật Nhất Bàn, tức là sau gần một ngàn năm, tức là thế kỷ thứ 10 của Đức Phật Nhất Bàn. Ngài là dòng Ba La Môn ở Ấn Độ. Mà Ấn Độ thì nó có cái bốn giai cấp, là các vị học Phật biết rồi. Giai cấp thứ nhất là Ba La Môn,
Giai cấp thứ hai là sắc đế lị. Hai giai cấp này thì ăn trên ngồi trước là thống trị xứ Ấn Độ. Nhưng mà thử hỏi các vị ngày nay là còn không? Sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi thì là Bà La Môn tái hiện lại, chùa chiền bị dẹp sạch, thấy không? Rồi sau này có dựng lại là thế hệ sau thôi, chứ là sau Phật Niết Bàn là mấy trăm năm mới là Bà La Môn dậy trở lại, dậy sống trở lại rồi phá chùa chiền. Thì sau Đức Phật là 1000 năm thì có tổ Bát Nhã Đa La, ngài là dòng Bà La Môn ở Đông Ấn. Rồi cha mẹ mất sớm, ngài đi theo sớm để ăn xin để qua ngày thôi. Nếu có ai mượn làm việc gì thì ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền thù lao. Hành động và ngôn ngữ của ngài lạ thường, khiến cho người đời không lường được. Sau khi ngài gặp tổ thì là nhắc lại duyên xưa, thì tổ Bất Như Bật Đa là ngài đi du quá, và đến được cái nước thì ngài các vị học rồi đó, thì trong nước này có một đồng tử con dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm thì đồng tử ấy ăn xin để sống qua ngày. Cái đồng tử ấy là tính tình phóng khoáng và lạ thường, không ai biết tên họ là gì. Có khi đồng tử tự xưng là Anh Lạc, nên dân chúng gọi là đồng tử là Anh Lạc. Thì có lúc đồng tử đi rất là nhanh, có người hỏi sao anh đi nhanh thế, và đồng tử đáp sao có ngươi đi chậm quá. Thì có người hỏi anh tên gì, thì đồng tử đáp tôi với các người đồng họ. Một hôm vua Kim Cố cùng ngài Bất Như Mật Đa ngồi chung xe đi ngang thành Đông, Anh Lạc ra đó và đứng trước xe làm lễ, nói với ngài nhà vua, tức là Bát Nhã Đa La nói với nhà vua, tức là cái ngài Bất Như Mật Đa nói với vua rằng người này là thánh nhân ở trong nước của đại vương vậy. Rồi tổ Bất Như Mật Đa mới hỏi Anh Lạc rằng ngươi có nhớ duyên xưa chăng? Thì Anh Lạc thưa tôi nhớ xưa, đồng trong pháp hội, tức là ngài Anh Lạc đó với tổ Bất Như Mật Đa là trong một cái pháp hội. Tôn giả thì giảng Bát Nhã Ba La Mật, tôi thì giảng Tu Đa La Thậm Thâm. Duyên xưa nay gặp nhau mới đón nhau tại đây, tức là ngài đó là gặp tổ kể lại duyên xưa. Ngài nói với vua, tức là tổ Bất Như Mật Đa nói với vua Kim Cố rằng đồng tử này là hóa thân của Đại Thích Chí Bồ Tát, ra đời để nói dòng pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở Nam Ấn, vị sau có duyên với nước Trung Hoa, nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bổn quốc, tức là chỉ cho tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì có cái ngày cái thời vua Lương Võ Đế cho ngày Chí Công á, thì nói với vua Lương Võ Đế rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, còn tổ Bất Như Mật Đa đó nói với vua Kim Cố rằng thì Bát Nhã Đa La là Đại Thế Chí hiện thân, cho nên gặp nhau là nhớ lại duyên xưa, tức là do bổn nguyện mà chư Bồ Tát hiện ra cuộc đời này để truyền trao chánh pháp nhạn tạng cho cái đời sau.
Rồi Ngài bảo với anh Lạc, tức là tổ Bất Như Mật Đa, bảo anh Lạc rằng: do duyên xưa ta giảng Văn Nhã, ông thì giảng Tu Đa La, nay gặp nhau tại đây nên lấy là Bát Nhã Đa La đặt tên ông vậy. Bát Nhã Đa La lễ tạ đã theo thầy xuất gia. Rồi Ngài ở Đông Ấn ngót 60 năm hoằng hóa, truyền chánh pháp Nhãn Tạng. Thế cơ duyên sắp mãn, Ngài gọi Bát Nhã đã đến dặn dò rằng: xưa Đức Như Lai trao đại pháp Nhãn Tạng cho ta lần lượt cho đến ngày nay, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi hãy nên truyền cho đệ giúp mất. Nghe ta nói kể đây, tức là cái duyên của Ngài Bát Nhã Đa La gặp tổ Bất Như Mật Đa. Mà Bát Nhã Đa La chỉ là Bất Như Mật Đa, Ngài nói với vua Kim Cố rằng: đó là hiện thân đại sĩ Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Ngài Chí Công nói với vua Võ Đế: tổ Bồ Đề Đạt Ma là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là cái duyên xưa như thế. Rồi bây giờ chúng ta dạo lại bên Trung Hoa. Cái duyên xưa có những cái mà chúng ta không có thể lường trước được, mà cũng không ngờ trước được. Tức là Ngài Thần Tán quê ở Phước Châu, xuất gia tại chùa Đại Trung ở quận Nhà. Sau khi đi hành cước gặp tổ Hoài Hải rồi chỉ dạy thì được khai ngộ. Rồi trở về quê, rồi bổn sư hỏi, tức là xuất gia ở nơi bổn quận tại chùa Đại Trung, rồi sau đó là phát tâm đi tham vấn các nơi. Ngày xưa trong thiền môn gọi là hành cước hay là đi tham vấn, là gặp tổ Bát Trưởng chỉ dạy thì Ngài đã xong đại sự. Rồi trở về quê, rồi đó thầy mới hỏi rằng: ngươi ra rồi ta đi các nơi được sự nghiệp gì? Thì Ngài Thần Tán cho rằng: hoàn toàn không có sự nghiệp. Rồi bổn sư mới sai hầu hạ như cũ. Rồi một hôm nhân bổn sư tắm, bảo sư Kỳ Đắc bèn vỗ vào lưng của thầy nói rằng: chỗ điện Phật đẹp mà Phật chẳng thánh. Rồi bổn sư xoay đầu ngó ngoái lại, rồi là Ngài Thần Tán nói tiếp: Phật tuy chẳng thánh vẫn hay phóng quang. Lại một hôm bổn sư ngồi trong cửa sổ xem kinh, có con ong chui đầu vào tấm giấy dán ở cửa sổ để tìm lối ra. Ngài Thần Tán trông thấy và nói rằng: thế giới thanh thang như thế mà chẳng chịu chui ra, vùi đầu vào giấy cũ, biết năm nào mới ra được. Ngay lúc đó Ngài Thần Tán nói kệ: không môn bất khẳng sức, đầu sông giả thái si, bá niên toản cố chỉ, hà nhật sức đầu thì. Nghĩa vậy rằng: cửa không chẳng chịu ra, tức là cửa rộng mênh mông không chịu bay ra. Rồi quá ngu chui vào cửa sổ. Nói cũng ông cũng đồng thời là nhắc khéo thầy mình: giấy cũ trăm năm cứ dùi, tức là trăm năm dùi trong đầu, trong giấy cũ, biết chừng nào mới được ra. Chỉ là bổn sư để kinh xuống nói: ngươi đi hành khước gặp người nào, ta trước sau nghe ngươi nói những lời dị thường. Sư thưa, con ơn nhờ Bát Trưởng chỉ có chỗ bình yên, nay muốn đáp ơn đức từ bi. Bổn sư bèn bảo chúng đến chùa Thọ Trai,
dẫn sư sang tòa thuyết pháp. Sư lên pháp tòa đề cao công phong của hòa thượng và nói rằng: linh quang độc diệu quấn thoát căn trần, tức là cái ánh linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần. Bài diễn chân thường chẳng câu nệ văn tự, tâm tính không nhiễm vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Bổn sư nghe cái lời nói này tỏ ngộ liền và nói rằng: không phải nhà ngươi á, thì lão tăng không có thể nghe được những cái lời tột cùng như thế. Tức là cái người đệ tử đã xuất gia với thầy thì thầy chưa có kiến tánh, nhưng mà đệ tử đi tham vấn kiến tánh rồi thì muốn đền đáp ơn của thầy không có gì hơn là trở về hầu như cũ. Và qua những cái lời nói khác thường làm cho cái thầy nghi mà không biết mình nghi. Cho đến cuối cùng á, thì vừa đọc cái bài kệ khi mà thầy xem kinh, tức là cửa không nó rộng thênh thang mà không chịu bay ra, nó dùi đầu trong giấy cũ biết chừng nào ra được, tức là thầy đang xem kinh. Và lúc đó thầy mới giật mình, mới quay lại hỏi: ông đi hành cước được cái đạo lý gì mà lại nói trước sau những lời lạ lùng như thế? Khi thăng tòa nói là cái chỗ tỏ ngộ của lời dạy của Ngài Bách Trượng. Qua lời dạy của Ngài Bách Trượng, Ngài được tỏ ngộ. Và nhắc lại thì thầy mình cũng là tỏ ngộ. Thì bây giờ thầy trở thành đệ tử. Nhưng mà đệ tử cũng không dám nhận. Nhưng mà chính thầy thì là không phải trân trọng do đệ tử mình mà mình được thành tựu đạo quả. Đó là cái chuyện đời xưa nó nhiều cái rất lạ lùng. Và thời nay á, nó cũng có xảy ra, nhưng mà cái điều này chắc nếu tôi không làm được. Mà điều này mà rất là phục là ở miền Tây là có một cái vị thầy đó, tôi biết mà tôi không nói tên nha, tôi giấu không, là xuất gia trước cái giải phóng. Rồi sau khi giải phóng là cái vị bổn sư mới trở về với cuộc đời một thời gian rất ngắn, rồi cái vị thầy mà mới quay trở lại cái chùa cũ ngày xưa mình trụ trì. Thì ngày nay đó đệ tử mình lên trụ trì rồi, mình đến xin cái người đệ tử để xuất gia. Mà cái ông thầy này mới xin đệ tử mình xuất gia làm đệ tử là ông thầy quá tuyệt vời. Nếu là tôi thì còn cái ngã chấp chắc tôi không làm được. Mà cái vị thầy xin đã làm đệ tử, và cái vị đệ tử này á thì cũng chấp nhận cho thầy mình xuất gia và trở thành đệ tử. Thì bây giờ thầy trò cũng vẫn sống chung một chùa. Đó là cái điều mà các vị ở miền Tây làm được. Vẫn còn sống sờ sờ, bây giờ còn sống sờ sờ đó. Thì ngày xưa các vị đó gọi cái vị mà mới đây là bằng sư ông, bây giờ gọi sư đệ là bị xuất gia sao? Trong đạo nó có những cái mà mình làm không được, mà có những vị làm được là tôi rất phục, quá tuyệt vời. Cho nên người xưa đó, thầy xuất gia đó thì không kiến tánh, mà đệ tử kiến tánh làm cho thầy kiến tánh trở lại, thì ra là thầy ra thành trò. Đó là cái chuyện trong lịch sử truyền tông rất là nhiều, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà là ghi lại trong một vài chuyện để chúng ta suy gẫm.
Vì không còn ngã chấp cho nên mới làm được việc đó. Nếu thấy cái ngã chấp là thấy mình là ngày xưa làm thầy đó, bây giờ làm đệ tử là mình không làm cũng được. Nếu còn ngã chấp thì phá được cái ngã chấp rồi mới làm được việc này. Bây giờ chúng ta đi trở lại cái thiền sư Đại Chương, hiểu là Tông Thư. Ngài sinh năm 1500, tử tịch 1567. Ngài Tông Thư họ Lý, hiệu là Tiểu Sơn, biệt hiệu là Đại Chương, người Phủ Thuận Đức, tức là Hình Đài Hà Bắc, là vị thiền tăng đời nhà Minh thuộc Tông Thầu Động. Tuổi rất nhỏ Ngài đã thông tất cả những sách nho. Đến 10 tuổi thì thông cả nghĩa của chính văn sử, tức là sách đời thì là lào thông hết. Nhưng số mộ pháp xuất thế gian, liễu sinh thoát tử nên tìm đến chùa Khai Nguyên, xuống tóc xuất gia. Sau Thích Tung Sơn thiếu thất thâm yết thiền sư Nguyệt Chu Văn Tải. Từ ngày Nguyệt Chu Văn Tải thì là 1452, mà năm chi tịch là không có. Thì mỗi lần lắng nghe Ngài Nguyệt Chu nêu cử, tức là Ngài là Đại Chương Tông Thư, mỗi lần mà Ngài Văn Tải thuyết pháp, nhưng mà Ngài đề cử một cái công án nạp tăng 3 tỷ, thì những thứ bỏ vào miệng nhưng không có nơi chốn nhận lấy. Cái câu chuyện là nạp tăng 3 tư, tức là người đến tham học á, tên là 3 tỷ, thì những thứ mà bỏ vào miệng nhưng không có nơi nhận lấy. Từng nói một câu chuyện như thế, giảng như thế, thì do là Ngài rất ôm thắc mắc. Ôm thắc mắc qua lời nói, tức là những đồ bỏ vô miệng mà không có chỗ nhận. Tại sao là ôm cái thắc mắc đến 8 năm? Rồi một hôm là nghe cái tiếng rền của sấm, tiếng sấm rền vang, thì Ngài liền tỏ ngộ đó. Cho nên cái người xưa đã qua lời dạy của thầy, mà mình nghi không biết mình nghi, nghi không biết mình nghi, gọi là chân nghi. Mà chân nghi tức chân ngộ. Cũng như chúng ta thấy ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng đến thăm vấn Lục Tổ Huệ Năng, hỏi ngươi từ đâu đến? Nói từ Tung Sơn đến. Rồi Lục Tổ hỏi vật gì đến? Ngài trả lời không được, Phật chỉ đến. Cái thắc mắc đó 8 năm, tới năm sau Ngài tỏ ngộ. Rồi đến mà trình bày với Lục Tổ rằng nó tỏ một vật tức không trúng. Tổ trang nghiệm lại có tu hành chăng? Thì là Ngài trả lời rằng tu hành thì chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Rồi Tổ là ấn khả nói rằng cái chỗ mà không nhiễm ô đó chư Phật thường hộ niệm, ông đã thấy thế ta cũng như thế. Ôm cái thắc mắc là vật gì đó cho 8 năm sau mới tỏ ngộ. Thì là Ngài Văn Tải cử cái công án 3 tỷ, mỗi một vật bỏ vào biển nhưng mà không có chỗ nhận. Thì Ngài ôm cái thắc mắc rồi tới 8 năm sau nghe cái tiếng sấm, có trời mưa, có tiếng sấm vang, Ngài liền tỏ ngộ. Mà ngày nay chúng ta muốn tỏ ngộ thì phải nhờ đến câu thoại đầu của Nghi Tình. Còn các vị mà niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn mới được. Nhưng mà muốn vãng sanh nhập cõi Phật thì trong Kinh Di Đà nói gì? Nhờ khẩu thiện nam tử thiện nữ nhân, bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Cái này thiện nam tử thiện nữ nhân,
Người nào muốn sanh về cõi Phật mà phước đức thiện căn ít quá làm sao về được, phải không? Phải nhất tâm bất loạn rồi phải có gì thiện căn phước đức nhân duyên. Thiện căn phước đức có mà nhân duyên thiếu cũng không được, như cái đảnh ba chân. Cho nên mình là giống như mình đi đây ra Hà Nội, ở đây ra nước ngoài, ví dụ đây Hà Nội đi, thì tiền vé máy bay bao nhiêu, tiền xe bao nhiêu, tàu hỏa bao nhiêu. Đây là ngoài có ba loại xe, bốn loại lận chứ, một là máy bay, hai là tàu hỏa, ba là xe đò, bốn là gì, tàu thủy đi bằng đường biển. Vậy là mỗi một nơi có một cái giá quy định riêng. Ví dụ bây giờ các vị đi máy bay nó nhanh nhất, phải không? Nhưng mà quy định ví dụ là 2 triệu một chuyến đi, các vị có 1.900.000 lợi mua vé bán không? Không bán. Và bây giờ các vị mà đến mua vé có đủ 2 triệu nhưng mà thiếu chứng minh nhân dân để cho ghi chỗ nó bán vé không? Không bán, phải không? Tức là thiện căn phước đức mà thiếu là một không được, thiện căn phước đức nhân duyên. Còn hành giả chúng ta sanh thiền á mà không có nghi tình thì cũng không được, có câu thoại mà không có nghi tình không được. Mà muốn minh tâm chân tánh thì nghi tình phải thành khối, thành khối mới được, nó cắt đứt được cái trần lao phiền não. Tâm chúng ta là hằng hà để rong rỗi, mặc dầu mình có tu nhưng mà cái nghi tình ít quá cũng không cắt đứt được cái tâm trần lao phiền não của mình. Phải nhiều, thật nhiều mới được, nó kết chặt mới được. Tức là phải đủ điều kiện giải một cái bài toán. Điều kiện ắt có mà không đủ cũng okay, không giải được, phải không? Trong quy tắc của toán, xíu một điều kiện cũng không giải được. Mà một cái đề toán đưa ra đó mà áp dụng sai cái phương trình, sai một cái định lý, định lý toán thì nó thuộc về cái bài nào, áp dụng cái công thức nào, mà áp dụng sai thì giải bài toán sai liền. Còn mình tu tập á thì chỉ cần đơn giản hơn là đề khởi câu thoại đầu có nghi tình thôi. Các vị giữ được cái nghi tình đó lâu dần nó sẽ thành khối, không phải một số một chiều chúng ta làm được. Cái tổ Bát Nhã Đa La đây thì các ngài đã duyên xưa trở lại cuộc đời này, sinh ra thì các ngài có những cái nét dị thường khác hơn là thế gian. Thì chúng ta muốn như các ngài đó thì không khác gì hơn là đề khởi câu thôi đầu có nghi tình. Đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ chúng ta đừng để nó gián đoạn. Và bây giờ các vị trở lại chuyện đời xưa của đất nước Việt Nam, thời nhà Trần, tức là ngài Pháp Loa, sinh năm 1284 và thị tịch là 1330, tức là ngài là ra hoằng quá sớm, ngài thị tịch cũng quá sớm, 40 mấy tuổi ngài thị tịch rồi, là 28 tuổi ngài ra hoằng quá, 47 tuổi là ngài đã thị tịch. Thì ngài tên thật là Đồng Kiên Cương, sinh năm Thiên Bảo thứ 6, đó là 1284, ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, Phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Trước khi sanh sư, thân mẫu nằm mộng thấy có một người trao cho sanh thần kiếm, bà thích lắm nhận lấy. Từ đó bà biết có thai, vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Căn này bà cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu quả. Đến khi sanh ra sư,
bà mừng lắm, đặt tên là Kim Cương, tức là cứng chắc. Sư Thiên Tư đỉnh ngộ, miệng nói không nói lời ác, ăn không thích thịt cá, tức là thở nhỏ đã biểu lộ những cái nét đặc thù. Người xưa đã có, người đời nay cũng có. Nâng hiệu Hương Long thứ 12, tức là 1304. Điều ngữ giác hoàng Trần Nhân Tông đi dạo các nơi, sáng các nhâm từ, tức là những cái thờ miếu, thờ thần không chính đáng. Và ban pháp dược, tức là ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi du quá các nơi đó, thì ngài ra làm thuốc, bảo ra viên, tức là luyện thuốc viên đó, để mang theo để mà đi trong dân gian để trị bệnh cho thuốc, rồi cũng đồng thời dạy cho cái Phật tử phát tâm tu tập. Thì lại gặp, tức là tổ đến như mạng sông Nam Sắc, thì ngài Pháp Đoa đến để bái để xin xuất gia. Năm ấy sư được 21 tuổi, điều ngữ trông thấy bằng lòng và nói rằng: kẻ này có đạo nhãn, sao ác làm pháp ký, và vui vẻ tự đến đây. Ngài ban pháp hiệu là Thiện Lai. Về Liêu Kỳ Lân ở Linh Sơn Cậu Tóc và thọ giới Sa Di. Ngài dạy lên, tức là đến tham vấn cho Hòa Thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Nơi đây sư đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư đọc bộ kinh Hải Nhãn. Hải Nhãn thì các vị không có xác định, nói đây có lẽ đây là kinh Lăng Nghiêm, tức là đến bãi chỗ hỏi tâm và đoạn vụ khách trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên có chỗ vào. Sư liền tạ Hòa Thượng Tánh Giác trở về Tam Yết với điều ngữ giác hoàng, tức là ngài nhân đọc kinh Lăng Nghiêm đến cái chỗ ngài A Nan hỏi Phật, Phật hỏi ngài A Nan tâm ở chỗ nào, đó bãi chỗ hỏi tâm. Thì cuối cùng ngài đã tỏ ngộ, tức là được chỗ vào. Đến ân hiệu Hưng Long thứ 13, đó là 1305. Điều ngữ đem sư đến Liêu Kỳ Lân cho thọ giới Kỳ Kheo và giới Bồ Tát. Cái chỗ tham học của sư đã thành đạt, điều ngữ cho hiểu là Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 15, đó là 1307. Sư được 24 tuổi, điều ngự trụ ở Am Thiên Bảo Quang, có 7-8 người thị giả mà sư là người đứng đầu. Điều ngự vì sư giảng đệ huệ ngũ lục. Đến tháng 5, điều ngự lên am trên đỉnh Ngọa Vân Phong. Ngày rằm lễ Bồ Tát, tức là ngày rằm Bồ Tát sám hối xong rồi Bồ Tát, tất cả các chùa đều làm. Điều ngữ đuổi mọi người xuống núi, lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư và dạy khéo giữ gìn. Năm Hưng Long thứ 16 tới 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư vân lệnh điều ngữ làm lễ nối pháp trụ trì tại nhà Cam Lồ, chùa Siêu Loại. Khai lễ có vua Anh Tông và đình thần đến dự. Điều ngữ lên đàn thuyết pháp, nói rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, điều ngữ đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ sơn môn Yên Tử, là đời thứ hai thiền phái Trúc Lâm. Điều ngữ còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả trăm khoảnh ruộng vườn.
Tức là vua Trần, vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, khi sang pháp tòa cử công phong, rồi mới là trao lại, gọi ngài Pháp Loa lên tòa giảng. Ngoại sử ở đây thì trong sử chánh sử không có ghi, mà ngoại sử có ghi. Tức là ngoại sử ghi rất nhiều nhưng mà chánh sử ghi rất là ít. Trong lúc đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông trao cho ngài cái pháp tòa diễn giảng và bảo trụ trì chùa Siêu Loại. Và trong lúc mà ngài sang tòa đang giảng thì ở dưới pháp hội có một vị tổ sư ngồi bên cạnh và có chư tăng tham dự rất đông. Có hai vị, một vị tổ sư là ngài cũng đã kiến tánh rồi, cho nên thời xưa đó trong pháp hội là người kiến tánh thì lẫn lộn trong cái những người chưa kiến tánh, không lường trước được. Cho nên có người ngài nói rằng tiếc quá. Một vị ngồi bên cạnh nói tiếc cái gì? Thì là vị sư nói tiếc lên sớm quá thì lợi ích không sâu rộng thì phải tịch sớm. Nếu lên trễ đó thì cái lợi ích sâu rộng hơn và thì tịch trễ hơn. Thì quả thật ngài đó lúc đó thì còn quá trẻ, năm 24 tuổi điều ngự trụ Am Thiên Bảo Quang. Điều ngự vị sư giảng Đại Huệ Lưu Lục, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông vì ngài Pháp Loa giảng Đại Huệ Lưu Lục. Rồi đến tháng 5 điều ngự lên ở Am Ngọa Vân Phong, ngài rằm là lễ Bồ Tát xong, điều ngự đó mà đuổi hết mọi người rồi lấy y bát rồi đó là viết tâm kệ trao cho sư bảo hay khéo giữ gìn. Rồi là đến năm Hưng Long là 8, tức là 24 chứ 3 là 27, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư văn lệnh điều ngự làm lễ nói pháp trụ trì, tức là ra làm trụ trì 27 tuổi. Cho nên cái vị sư kia nói là tiếc quá. Tại sao tiếc? Ra sớm quá, e phải tịch sớm. Thì cái sự vàng quá nó lợi ích cho chúng sinh không được sâu rộng. Thì cái câu này cũng làm cho tôi thắc mắc. Giờ biết hỏi ai? Thì một hôm tôi mới đến hỏi Hòa Thượng Di Lực tại sao mà tổ sư nói như thế. Và dẫn chứng ở thiền sử Trung Hoa là ngài Vĩnh Gia Huyền Giá cũng thì tịch rất sớm, và một vài vị tổ sư tịch sớm tôi cũng là dẫn chứng để rồi hỏi Hòa Thượng. Thì ngài trả lời rằng đúng nhân quả, rất đơn giản, đúng nhân quả. Cái này là các vị suy nghĩ tại sao nó đúng nhân quả, thì quả thật đúng thế. Quá tuyệt vời, câu trả lời quá tuyệt vời. Tôi thì cũng hay cấp cớ có những câu hỏi, mà hỏi rồi Hòa Thượng đáp với tôi cũng ngỡ ngàng liền. Quá ngỡ ngàng, tức là quá nhanh, quá chuẩn. Rồi đáng thương 11 năm mấy, tức là 1308, điều ngự tịch, sư phụ mạng cung ngân xá lợi về kinh đô, trở về núi sư soạn lại những bài tụng của điều ngự. Lúc ở Thạch Thất làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ, chữ Mỹ là mộng, mộng Mỹ tức là nói ở trong mộng, cái lời nói quá khiêm nhường, tức là nói thẳng cũng được nhưng mà căn ngài thì nói là thật thất là chân ngữ cũng được nhưng mà không nói chân ngữ mà là mị ngữ, tức là lời nói trong mộng làm cho mọi người không ai bắt lỗi được hết. Đó là cái khéo dùng từ của tổ sư ngày xưa, quá tuyệt vời.
Năm Hương Long thứ 19, tức là 1311, Sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư Bảo, tức là giao cho Bảo Sát làm chủ việc này. Bảo Sát là huynh đệ với Ngài Pháp Loa, mà Bảo Sát cũng là một vị tăng thượng thủ, tức là rất giỏi và đạo đức rất trang nghiêm, mà cũng là người hầu cận với Điều Ngự Giác Vàng, mà cũng được Điều Ngự Giác Vàng tin tưởng. Tháng tư, sư giảng truyền đăng lục tại chùa Siêu Loại, sau đó Huyền Quang trình chuyên giải, sư đều chấp nhận, tức là những kiến giải là của Ngài Huyền Quang, nghĩa là Ngài đã chấp nhận hết. Năm Hương Long thứ 21, tức là 1313, vào tháng 9, Sư Phụng Chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm độ một lần như thế. Thì ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng thế, cứ tăng xuất gia thì phải có cái giấy xuất gia, cha mẹ thuận rồi thầy thuận đưa đến cái ban trị sự quận huyện ký, rồi mới chuyển lên thành thành phố tỉnh thành ký, rồi về mới xuất gia. Xuất gia rồi 3 năm sau mới được thọ giới sa di, 3 năm sau mới thọ giới tỳ kheo. Thì tổ xưa thì Ngài Pháp Loa cũng đã làm chuyện này. Ngày nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng làm việc này. Xa xưa cho đến bây giờ nó có những cái ngẫu nhiên trùng hợp với nhau, và cũng có cái ngẫu nhiên á là Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp lại có nhiều tông phái: Giáo hội Tăng Già Nam Việt, Bắc Việt, Trung Việt, rồi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi là Nguyên Thủy, tức là Nam Tông, Bắc Tông, rồi là Hệ Khất Sĩ, là Thống Nhất lại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hồi xưa thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông họp lại là từ Ni Đa Lu Chi, Quân Công Thông và Thảo Đường, trở thành một cái tông phái là Trúc Lâm. Hồi xưa đó thì là Phật Hoàng Trần Nhân Tông Ngài đã làm rồi. Ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành ra là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cũng có quy định là 3 năm mới được thọ giới, thì ở đây là Ngài cũng đã 3 năm mới độ người một lần. Rồi năm Đại Khánh thứ 4, tức là 1317, đời Trần Minh Tông. Hồi xưa các vị vua lên ngôi thì các nhà tịch sớm quá, tức là Băng Hà sớm quá, Trần Anh Tông, rồi đến Trần Minh Tông. Vào tháng 2, sư bệnh nặng, sư đem y của Điều Ngự và viết bài tâm kệ trao cho Huyền Quang, pháp ký và gậy trao cho Cảnh Ngôn, phất tử trao cho Cảnh Huy, gậy tre trao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, sứ vàng trao cho Huệ Trúc. Sau ít hôm thì bệnh của Ngài được giảm. Những hàng Thái Hậu, Công Chúa, Vương Công, Quý Khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc Bồ Tát giới, cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất, vàng, tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều, đến nỗi Ngài phải xin giảm dần những số viên cúng, tuyên chuyển vua cấp cho sư tiện việc đi lại về kinh. Hồi sư đều từ chối không nhận, tức là thời xưa ở trên cái Trúc Lâm á, mà trở về Hà Nội á, Thăng Long thì nó đi đường biển,
nó nhanh nó tắt, còn cái đi mở đường bộ là phải dùng xe ngựa. À, các vị biết rằng cái Trúc Lâm Yên Tử mà từ cái ở ngoài Uông Bí mà vô đó nó đường sáng nó rất là quanh co, tại vì tôi cũng đến một vài lần thấy nó đường quá quanh co. Mà thời nay đó là đường trắng nhựa, còn thời xưa đó là đi rất khó khăn. Mà nhà vua đó là dân cúng cho ngài rồi thuyền vạc xe ngựa ngài đều từ chối hết. Năm đầu khai hữu tức là 1329 đời Trần Hiếu Tông, cái Trần Minh Tông thì tịch tới cái đời Trần Hiếu Tông lên thay. Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiếu Tông, rồi có ngày mà đã trải qua ba vị vua rồi. Sư mở thêm cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn làm danh lam thắng cảnh. Sư có làm bài thơ là Luyến Thanh Sơn, thưa gầy làm nước phúc, chót vót ánh xoay trong. Đó là cái bài thơ này nói lên cái chỗ tỏa ngộ khắp ngài, và đồng thời cũng là mượn cảnh chỗ của các ngài đã đến được là tự do tự tại. Ngẩng đầu coi chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Đó là bất khả tư nghị mà mở cái cảnh để diễn tả cái cảnh Mai Sơn thôi, nhưng mà cũng đồng thời là diễn tả cái chỗ của mình đã đạt đến. Chỗ này là chỗ bất khả tư nghị, mà ở thế gian dùng cái ngôn ngữ như thế thì các ngài cũng phải mượn cái cảnh là xưa gầy làng nước vút, là chót vót ánh soi trong. Chót vót ánh soi trong tức là cái bản tánh của mình, hay là ánh trăng của chính mình, là ánh sáng của tự tánh nó chiếu rọi. Rồi ngẩng đầu là coi chẳng hết, mà đường trước thì nó lại trùng trùng, tức là cái chỗ bất khả tư nghị. Và theo cái thế lô vũ tướng là các ngài đã diễn đạt như thế. Thì giờ nó cũng đã hết. Thì giờ trong sau này chúng ta tiếp. Thì giờ Chư Tăng á, các vị ở đây có nhiều vị thì cũng chưa có quen với tham thiền, nên các vị mới bắt đầu thôi. Nhưng mà cái thiền căn bản này thì tôi đã nói từ đầu với các Phật tử rồi, và lặp đi lặp lại cũng rất là nhiều lần. Thì Chư Tăng các vị mà muốn hiểu cái thiền á, thì các vị chịu khó đọc lại cái đường lối thực hành tam khẩu sự kiện, cũng như kinh Lăng Nghiêm á, Chư Tổ thường nói giống như người mà vào một cái thành lạ thì cần phải có bản đồ, mà người đi ra biển khơi thì cần có kim chỉ nam để soi đường dẫn lối. Thì muốn tu tập á, hiểu về thiền thì các vị phải đọc lại cái bản đồ, đó là cái đường lối thực hành tam khẩu sự kiện. Quan trọng nhất của cái hành giả là đề khởi câu khởi đầu có nghi tình. Chúng ta làm bất cứ việc gì, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, mọi thời mọi nơi mọi chốn, chúng ta luôn đề khởi câu khởi đầu. Nhưng các vị còn các cái thời học thì sao? Tai thì các vị cứ nghe, học thì cứ học, bởi vì mà tập trung chưa được, cho nên học thì phải lắng nghe sự giảng bài. Sau khi mà giảng bài xong thì các vị lấy lại câu khởi đầu để khởi, để có nghi tình. Rồi khi lao động á, cầm cái chổi các vị quét chùa, lao bằng Phật, à, lặt rau thì vấn đề khởi câu khởi đầu. Ban đầu mình tập á thì nó rất là khó, nhưng mà tập dần nó trở thành thói quen, giống như một cái người thợ may
Mà khi cầm cái kéo để cắt miếng vải thì chúng ta cắt nó không có ngọt, không có ngay sẵn. Mà chúng ta cắt dần rồi á, nó quen tay. Thì là mình cắt thì nó rất là chuẩn. Một người thợ mới ban đầu chỉ làm phụ hồ thôi, sau đó là trộn hồ phân lượng như thế nào, rồi là cầm cái bai xay như thế nào. Mà mới xay thì mình cầm là để cái hồ trong cái viên gạch thì nó rớt, mà mình có để dính đi nữa thì cũng rất là chậm chạp. Nhưng mà làm riết thì nó cũng quen. Thì tu tập cũng thế, ban đầu chúng ta xăm thiền thì đó là khi có khi không, khi nhớ khi quên, lúc còn lúc mất. Và chúng ta cũng đừng ngại. Và đôi khi những cái hiện tượng đó, nó phát sinh, mình đề khởi câu khởi đầu tham thì nó nhức đầu khó chịu, các vị cũng đừng ngại. Bởi vì giữa nghiệp lực của mình có nhiều đời nhiều kiếp, và cái câu thoại đầu này mới quá, chúng ta tập giữa nghiệp lực và câu thoại đầu nó giao tranh với nhau. Nó giao tranh với nhau thì nó phát sinh ra hiện tượng nhức đầu, tức ngực, khó thở. Hoặc ngủ nằm mộng thấy những mùi thơm qua lạ, đó là hiện tượng tốt, không có gì phải ngại. Người xưa có nhiều vị cũng tham thiền nhưng mà không có cái người chỉ dẫn. Cho nên khi mà nhức đầu quá rồi buông, buông rồi thì tập ra lại, nếu nhức đầu quá rồi buông, rồi cuối cùng cũng không tham thiền. Đó là cái điều đáng tiếc, bởi vì thiếu người hướng dẫn. Nó trải qua thời gian dài, nó có sự gián đoạn. Có minh sư mà chính mình cũng không gặp, do vậy có nhiều vị đã bỏ cuộc. Và sau khi gặp lại minh sư rồi, có nhiều vị cũng là bỏ cuộc khi mà vị thầy mình đã mất. Đó là cũng là điều đáng tiếc. Khi thầy còn hay là không còn thì là mình cũng vẫn như thế. Vì mình mấy mươi năm trong cuộc đời các vị đã vì xã hội, vì con, vì cháu, vì thầy, vì tổ, chấp lao cuộc dịch, đã vì mọi người quá nhiều rồi. Bây giờ các vị hãy dành lại thời gian cho chính mình. Phải vì mình mà tu tập. Tu tập để làm gì? Để cho mình tỏ ngộ lại chính mình. Và khi chưa tỏ ngộ đó thì trần lao phiền não nó giảm dần. Công năng của xà bông đó, nó tẩy tất cả những cái chất bẩn của quần áo, những cái đồ mình cần đến xà bông để tẩy. Thì cái câu thoại đầu có nghi tình này thì nó có công năng, nó tẩy đi cái trần lao phiền não. Nước sôi dụng ngục tức là tham sân của mình nó dấy khỏi. Và chỉ có câu thoại đầu nó mới cắt đứt được cái trần lao phiền não của chính mình. Cho nên trong mọi sinh hoạt, tăng ni cũng như Phật tử, đừng quên bổn phận mà người đã giao phó ở các chùa. Phật tử cũng đừng quên bổn phận của mình đối với làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, là một công dân toàn bổn phận. Nhưng mà cũng nên vì mình để khỏi câu thoại đầu mà sao. Đến đây kính chúc các vị thân tâm thường an lạc, chúng ta nghỉ.